Thì mình đang xin được trở lại. Từ nãy giờ thì chúng ta đã nghe quá nhiều dòng nhạc của Ngô Thụy Miên, của Phạm Duy, rồi cả của Lobo. Và mời tất cả quý vị chúng ta trở về miền sông nước Nam Bộ, lắng nghe một ca khúc mà ngày 14 tháng 5 vừa rồi mình đang không có dịp hát. Mời tất cả quý vị thưởng thức một trong những sáng tác nói về mẹ rất nổi tiếng của nam ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, Lòng Lòng Mẹ Hai. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng mòn mỏi trong con, đến bao giờ lặng nhìn chiều thu lòng nhớ thương ai. Gió mang mang cười những ưu sầu, đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ già chờ con ngồi đêm la rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ mà hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ. Có nghe trong mắt lệ thấm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con về. Lòng đầy lo sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai.
có nghe trong mắt lệ thấm tuôn tràn. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con hoài. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chờ mong con hoài.